cơ quan điều tra đã tiến hành ghi lời khai ông Huỳnh Uy Dũng và bà Phương Hằng. Ông Dũng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi của bà Đặng Thị Hàn Ni đã đưa ra những nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của bản thân ông Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng và hành vi của Trần Văn Sĩ đã đưa ra những nội dung gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân ông Dũng, bà Hằng, công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Còn bà Phương Hằng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, vu khống, làm nhục bà Hằng, ông Dũng, công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Do các đối tượng đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế công ty cổ phần Đại Nam và gây mất uy tín quỹ từ thiện Hằng Hữu rất nặng nề, nên bà Hằng yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 300 đến 500 tỷ đồng để sung vào công quỹ của nhà nước. Đến nay, ông Dũng và bà Hằng chưa cung cấp các tài liệu để chứng minh thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần.